Chưa bao giờ ta coi loại mày là đối thủ, bồm dại này đã thối đủ não xúc vật lực thú đổi. Tung trưởng trái đất lở khi xoay đao, lỡ đập văn lai mở đầu trận với cả chất đảo Iskaller. Ăn gậy cũ đau dạ dày, tốn sửa nghe thật mỉa nha. Rồi sau đó mày lại nói là người yêu cũ này do mày ỉa ra. Thế có nghĩa là mày thèm phân vật hẹn thò, hai cú cứt muốn đăng hộ đối ra con mẹ hô xí mà hẹn hò. Vân cô mà che chúc xè xòa, mẹ tôi luôn được ăn sáng với chó dại thường tha cứt về nhà. Giết xong đấu làm hòa, ta không fit mà càng phải đánh căng. Với tốn cứt là kem mồm, còn lông đít là bàn chảy đánh răng. Vào ngày đó tốn đã quên đem nghĩ tình cảm chân thành để còn treo nó bên em. Mãi lồn mày vừa mới chỉ con đó 5 phút, chắc hay mà phải ăn sút chắc tao cho hàm răng chút cấp độ ngu. Thằng tốn lồn lại ngông ghê, chạy xe trong vân xe như hai thằng vừa mới chú chạy đông ghê. Đều bán là với lép tôn tôi, nhìn mẹ mày tao ướt mồm vù vú bà như điều cầy của tao coi chả đã là nước lồn. Quỳ xuống tuấn con hay tuấn cồn, tao chỉ phải cặc ra là cả họ mày phải vấn lồn. Kèo này mày vẫn nghĩ rằng mày có thể qua hả, tao đá lên đầu thằng bố phải đít ỉa lên cả da phả. Còn đối với tao là thằng dồ đang bấn, Nguyễn Vinh giờ đang đấm vào mặt thằng Hồ Quang Tuấn. Trình tao như giám khảo, còn mày là đồ thí sinh, chỉ có một hồ tao tôn trọng đó là bác Hồ. Motherfuck, trình tao cho thằng Watson in. Nếu mày bị tao chặt đầu, bác sĩ chỉ bảo tao cắt nhầm chim. Vì nó có cái đầu chính nhưng thực tế quá sâu rồi, mày chỉ nghĩ bằng đầu phụ nhưng đầu này lại là đầu quay. Tao đéo cho thằng đấy lời than, nếu có thể tao sẽ mượn Doraemon máy thời gian. Tương lai vợ mày mang thai, tao sẽ cầm lấy con dao tấn nát bụng rồi đúc cầm tỉ để cho cái thai trong bụng là con tao. Chắc có con mẹ mày cùng đưa lên phòng rồi phang. Bỗng nhiên tao đã bị bắt bởi cảnh sát của dòng thời gian. Đây là giấy tờ của Vinh, em với con này không thân. Con này đeo qua giấy tờ vì đi điểm đeo có quyền công dân. Đây là điều tao nói ra giả này, tao đeo hiểm khích chỉ là tao khinh thường cả gia phả mày. Văn lai cắp từ danh hài cùng thần kinh đang lắng, về dù đấu với tuấn thế nào thì tao vẫn vinh quang thắng. Quỳ xuống tuấn con hay tuấn cồn, tao chỉ phải cặc ra là cả họ mày phải bấn lồn. Kèo này mày vẫn nghĩ rằng mày có thể qua hả, tao đá lên đầu thằng bố phải tít ỉa lên cả gia phả. Còn đấu với tao là thằng dồ đang bấn, Nguyễn Vinh giờ đang đấm vào mặt thằng Hồ Quang Tuấn. Trình tao như giám khảo, còn mày là đồ thí sinh, chỉ có một hồ tao tôn trọng đó là bác Hồ Chí Minh. Quỳ xuống tuấn con hay tuấn cồn, tao chỉ phải cặc ra là cả họ mày phải bấn lồn. Kèo này mày vẫn nghĩ rằng mày có thể qua hả, tao đá lên đầu thằng bố phải tít ỉa lên cả gia phả. Còn đấu với tao là thằng dồ đang bấn, Nguyễn Vinh giờ đang đấm vào mặt thằng Hồ Quang Tuấn. Trình tao như giám khảo, còn mày là đồ thí sinh, chỉ có một hồ tao tôn trọng đó là bác Hồ Chí Minh.